Theo giới chuyên gia, hiện nay, lạm phát đã trở thành mối lo ngại chính cho nền kinh tế, trong đó bất động sản không nằm ngoài tầm ảnh hưởng. Các nhà phân tích cho rằng, nếu lạm phát quá cao, bất động sản sẽ không tăng thậm chí còn giảm. Lạm phát đang là mối quan tâm hàng đầu của giới đầu tư toàn cầu cũng như Việt Nam sau khi giá hàng hóa leo thang do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu mà dịch Covid-19 gây ra. Đặc biệt, căng thẳng Nga-Ukraine leo thang càng gây áp lực hơn với lạm phát khi giá dầu có lúc đã vượt 100 USD sạc thùng trong 2 ngày gần đây. Cùng với đó, giá của nhiều mặt hàng khác như than, thép, nông nghiệp cũng tăng dẫn đến giá cả đầu vào tăng theo. Trong bối cảnh đó, đầu tư vào kênh nào là bài toán đau đầu với nhiều nhà đầu tư. Với kênh bất động sản, giới chuyên gia cho rằng nếu lạm phát tăng cao vào năm 2022, áp lực tăng giá bất động sản cũng sẽ rất lớn. Từ quý 2 năm 2022 trở đi, khi kinh tế hồi phục trở lại, Việt Nam hoàn thành mục tiêu tiêm chủng toàn dân cho cả trẻ em thì bất động sản sẽ càng có đà tăng giá. Trong khi đó, cầu tăng mà nguồn cung chưa phục hồi thì việc tăng giá là điều hiển nhiên. Đầu tiên, lạm phát giống như một mức tham chiếu liên quan đến sự tăng giá của hàng hóa hàng ngày. Những nguyên liệu đó được sử dụng để xây dựng nhà cửa. Nếu giá của những thứ như gỗ, gạch đá, xi măng, cát sỏi và thiết bị tăng lên, các công ty xây dựng hoặc người bán sẽ giải quyết vấn đề bằng cách tăng giá bán nhà. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, lạm phát có thể tác động ngược lên thị trường bất động sản. Về mặt lý thuyết, nếu tỷ lệ lạm phát tăng quá cao, tiền đi vay sẽ trở nên đắt hơn. Mọi người ít vay nợ hơn, do đó sẽ có ít người mua nhà hơn và điều này có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế chậm lại. Như vậy, nếu lạm phát quá mức kỳ vọng, thị trường bất động sản cũng có thể chịu nhiều rủi ro.